There's a distance between us. Xin chào tất cả mọi người, mình là Moba Việt. Ở trong clip này mình sẽ làm với Tara nhé. Ở trong clip này Tara sẽ được thể hiện khác hẳn trong các clip khác, bởi kỹ năng cô này đã được thay đổi một chút xíu. Ở trong bản update tứ phương đại chiến thì Tara được tăng sức mạnh một chút rồi. Thì trong bản này thì nó tiếp tục được tăng sức mạnh. Ở sát thương của chiêu thứ nhất và chiêu thứ hai được tăng lên. Đồng thời khả năng làm chậm được tăng thêm một chút. Và anh em chú ý, mình dùng chiêu 1 nhá, chiêu 2 nhá. Đó. Chiêu 2 thì mình đứng im thì nó vẫn như vậy thôi. Nhưng mà có đặc biệt đó là chiêu 2 anh em có thể di chuyển được. Đấy. Nghĩa là trong lúc dùng chiêu 2 thì mình có thể di chuyển được, vừa di chuyển vừa xoay chiêu. Rồi, rất tốt, đã chiến công đồ cho team mình rồi. Team bạn có đến 2 người và mình phải ôm trụ thôi. Đấy, mình có thể xoay chiêu. Bình thường anh em đang chơi Tara, Tara chỉ có thể là đứng im xoay chiêu thôi. Như vậy thì khả năng gọi là truy sát của Tara sẽ tăng tốt hơn và giúp tướng này nói chung là tăng khả năng cơ động của tướng trong khi ra đòn. Và khả năng khống chế được tăng thêm. Ở mạng mình thì hơi lag một tí nên là bị cấu rỉa khá nhiều máu. Ping thỉnh thoảng nhảy lên đỏ. Ở vấn đề mạng thì nó thỉnh thoảng là do nhiều vấn đề. Mạng thì lúc mạnh lúc yếu. Do giờ cao điểm hoặc do nhà mạng các kiểu. Ok. Mình đã kết cái búa xanh của Ngộ Không rồi. Cái búa máu của Ngộ Không rồi. Đó. Vừa quay vừa xoay. Rồi tránh tình trạng là khi dùng chiêu 2 là đứng im. Bây giờ chiêu 2 có thể di chuyển được rồi. Tara là một nữ tướng thuộc hoàng châu bò nhất của Liên Quân Mumbai. Nữ đỡ đòn rất trâu, với khả năng hồi máu cực siêu khủng từ chiêu cuối. Và nữ tướng này thì cũng rất là đam, cũng rất là ổn định. Cái điểm yếu duy nhất của tướng này đó chính là khả năng khống chế rất kém. Ở trận này thì mình vẫn nên full tăng của Tara thôi. Nhưng ở bản tới thì cái áo choàng thần ra, ôi rồi. Và cài rất tốt từ Kinder. Áo choàng thần gia nó có công vật lý, 80 công vật lý và 300 giáp. Những món đồ này rất có lợi cho những tướng như kiểu Tara. Rồi ở trên giao tranh rất khốc liệt. Thì số mạng hiện tại là 3 đều rồi. Đấy, mình vừa xoay và vừa có thể chạy được. Như vậy việc truy sát của Tara sẽ tốt hơn. Hy vọng tướng này không được chơi nhiều trong bản update sắp tới. Mình bị ganh này. Nếu không bây giờ tàng hình thì không thấy bóng nữa rồi. Mình vừa xoay và mình có thể vẫn chạy được. Bắn hụt rồi. Ginder lao lên làm gì ạ? Một mạng rồi, Ngộ Không định lao lên làm gì? Mình còn bộc phá hai mạng. Đi bạn quá hổ báo, hai mạng lên bản đến số luôn. Anh em có thể thấy là tầm ít máu Tara đánh rất là thấm. Cái nội tại con này thì anh em biết rồi. Càng ít máu thì nó cộng được nhiều càng sát thương. Stop.
À ngộ không ăn bùa, có KS hay không? KS rồi. Rất tốt. Mình vừa xoay vừa chạy được. Một thay đổi hoàn hảo cho vị tướng này. Rồi hơi lag một tí, dí chiêu nó còn bị lỗi này. Hơi chậm thôi, mình rút lui. Ăn nốt cái con nhện này, ok. Tí nữa thì bị KS rồi. Hiện tại Joker là tướng hot nhất trong bản test, nên con bài là nó ăn. Nói chung là mọi người đều pick. Rất thích vị tướng này. Fan của Joker là quá nhiều. Nhưng mà để đánh tốt được vị tướng này thì không phải ai đánh tốt được. Hiện tại cái vấn đề chiêu thức của con Joker thì nó vẫn là vấn đề của chiêu thứ nhất. Bắn rất khó trúng, bởi vì cái thời gian cát chiêu quá là lâu. Rồi băng trụ, phá trụ luôn rồi. Rồi xong mình rồi. Không được rồi, không được rồi. Phá trụ rồi, quất luôn. Quay lại, đập luôn. Làm sao xoắn nhỉ, Ginder hết chiêu rồi. Chết luôn. Lúc mà ta ra ít máu, lúc nó rất là khỏe. Mỗi 1% máu nó được cộng 2 đến 5 công vật lý, tùy theo level. Hiện tại thì mình rất là xanh rồi. Ginder tìm bạn ở hai mạng chết. Quyền vương à. Ở đây chắc chắn là một tin vui cho fan của cô nàng búa tạ này. Để lát một tí, mình đánh hơi phiêu. Đây là kiểu nữ nhân vật theo kiểu là ngực tấn công mông phòng thủ đấy, và rất là gọi là lạnh lở, như kiểu các nữ vận động viên thể hình, cơ bắp cuồn cuộn. Ok, đánh rất thấm, nhưng mà mình sẽ truy sát Joker. Có chạy được không Joker? Hết chiêu rồi nên bảng đếm số luôn. Ngồi ngộ không truy sát mình. Bị không có bùa đỏ, nhưng mà ai là người chết vào này. Đánh rất thấm, càng ít máu đánh càng thấm. Joker là tướng có khả năng biến khả năng sát thương vật lý. Nhưng mà nó gặp những tướng sát thương phép kinh khủng thì nói chung là vẫn bị lên bảng điểm số thôi. Vì cái chiêu 2 của Joker nó không biến được sát thương phép. Rồi team bạn thì có đến hai xạ thủ rất mạnh là Tenala và Soccer. Rồi đông thật, tôi té thôi. Mình thì dùng mất chiêu cuối rồi. Thế rồi khả năng này khả năng cao bị hấp diêm rồi.
ba người, bốn người. Không, có chết không? Ủa rồi. Một hit tí nữa thôi. Chắc cả mấy chục máu nữa thôi là chết ngộ không rồi. Anh em có thể thấy là Tara rất là trâu bò. Pha đấy mà mình còn chiêu cuối thì nói chung là không thể bị chết được. Mình dùng chiêu cuối lúc phá trụ rồi. Mình cũng rất là lag. Trong bản mới thì giáp thống khổ cũng được tăng sức mạnh. Giáp thống khổ bây giờ cộng 300 giáp và 1.200 máu. Chỉ số máu rất là cao. Như vậy những tướng như kiểu Tara này thì rất mạnh hơn rất nhiều. Đấy, trong bản update tới thì những tướng kiểu này đánh rất tốt, phát huy được hết sức mạnh. Rồi, Joker đã phải tốc biến và bỏ chạy rồi. Mà có chạy được không ạ? Không chạy được rồi. Anh em có thể thấy rất trâu, có chiêu cuối và lại hồi máu như siêu nhân. Rồi mình nên cái lưu để tăng khả năng khống chế, đánh làm chậm. Như vậy thì nói chung là truy sát tướng địch dễ hơn. Không thể chạy được. Giờ mình xoay, mình có thể vừa xoay vừa di chuyển được. Vực truy sát thì rất tốt. Ok, team bạn hình như Ginder không đánh nữa và sẽ end game cái trận đấu này. Chết 3 người thôi, còn mỗi Tenana thì không để trụ được. Đó, đánh làm chậm rất sướng. Rồi, bây giờ Joker chết nốt rồi. Anh em có thể đây tăng trụ, gọi là tăng trụ rất lâu. Rất là trâu bò. Ok, video mình đến đây hết rồi. Xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. There's a distance between us. It's getting hard to reach out.